Hải Phòng những ngày đầu đông này thích ghê, vừa có nắng xong lại còn se se lạnh nữa, đi lượn đường cái thời tiết này cứ phải gọi là phê chứ ê kéo dài. Và nhân một ngày đẹp trời như hôm nay thì tôi sẽ dẫn các bác đi ăn nem cua bể, một đặc sản nổi tiếng không kém ở Hải Phòng. Quán mà hôm nay Mỏ Khoét sẽ giới thiệu với các bác đấy là quán bún chả Cô Bình, nằm ở số 5A Trần Hưng Đạo, ngay gần nhà hát lớn luôn. Quán này thì có hai mặt tiền nên là cực kỳ rộng rãi và thoáng mát. Vì nay đi hai người nên tôi sẽ chỉ gọi một nem cua bể với lại hai suất bún chả thôi. Nem cua bể ở đây thì to cực kỳ luôn ấy, có giá là 40k một cái, còn bún chả thì 30k một suất, nên là bác nào ăn khỏe thì hãng gọi thêm nha. Còn không thì cứ gọi như tôi là đã no đây cho cả một buổi trưa rồi. Có một điều ở đây mà tôi khá thích đấy là rau sống cực kỳ tươi và sạch. Với một đứa thích ăn rau sống như tôi thì đây chắc chắn sẽ là một điều khiến tôi quay lại vào lần sau, bởi vì quán có sạch thì rửa rau mới sạch được. Về cơ bản thì nhân của một chiếc nem cua bể này cũng giống như một chiếc chả nem bình thường, có điều là nó sẽ có thêm tôm với lại cua bể và nó còn được cuốn to gấp 2 đến 3 lần so với một chiếc chả nem thông thường nữa cơ. À quên, ở đây còn được miễn phí sâm dứa nên các bác uống bao nhiêu thì cứ tự ra lấy thoải mái nha. Và cuối cùng là đừng quên follow Mỏ Khoét để đi ăn hết cả Hải Phòng này cùng tôi nhé.